Xin chào toàn thể quý anh em đã quay trở lại với video của đồng hồ dự định Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay với những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng mang thương hiệu Seiko của Nhật Bản Và anh em yên tâm rằng đối với những chiếc đồng hồ BM sách tay từ thị trường Nhật Bản về luôn cam kết chính hãng 100% cho các bác có thể bao test bao trách ở toàn quốc với tất cả những đại lý xung quanh gần nhất nơi các bác sinh sống và quay trở lại với video này chúng ta sẽ có 3 mẫu sản phẩm đã qua sử dụng tình trạng đẹp như mới anh em nhé nên các bác yên tâm rằng bên em cũng kiểm định rất kỹ càng về những cái khâu uh, mua hàng đặt hàng với những chiếc đồng hồ lướt đã qua sử dụng uh, nó phải đủ tình trạng là mới đẹp không có bị uh, sự cố gì trên thân vỏ và hoàn toàn nguyên bản về cỗ máy cũng như là thân vỏ cho anh em đầy đủ hộp sổ uh, và với chiếc đồng hồ đầu tiên trong video này chúng ta cùng tìm hiểu với một chiếc Seiko Chrono Chronograp chiếc này thì nó sẽ có một cái phiên bản cũng vô cùng là hiếm hàng cho các bác trong thời điểm hiện tại với một chiếc Seiko Chronograph mặt xanh lá và chúng ta sẽ có tình trạng của sản phẩm chiếc này sẽ có đầy đủ hộp sổ cho các bác yên tâm sử dụng nhé và đi kèm với sản phẩm chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành của chiếc này tại thị trường Nhật Bản với mã STBR017 số serial number số máy của sản phẩm đó, nên các bác cũng uh, yên tâm. Thường thì bên em sẽ kiểm định rất kỹ càng đối với những chiếc đồng hồ mà bên em mua lướt hay là mua mới đều đảm bảo chất lượng cho anh em. Uh, với chiếc đồng hồ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng trên tay với một phiên bản mặt xanh lá và cũng chia sẻ cho anh em luôn cái tình trạng của sản phẩm này. Nó là một chiếc trưng bày đẹp như mới anh em nhé. Trưng bày chưa qua sử dụng. Uh, nó là một bản trưng bày tại cửa hàng và không còn tác. Nó nên anh các bác sở hữu cái sản phẩm này sẽ tiết kiệm và sẽ có tình trạng là một chiếc máy mới 100% đó, à, nó không khác gì một chiếc máy ở trong nhà sản xuất đi ra cả nên các bác sở hữu cái sản phẩm này cũng rất là phù hợp à, với cái tầm tiền nó cũng tiết kiệm hơn cho anh em rất là nhiều đó, à, và hiện tại thì với một cỗ máy Chronograph anh em sẽ có cái thiết kế ở trên mặt số khá đẹp với 3 subdial ở vị trí 3, 6, 9 và 12 ở 369 sẽ có 3 cọc số và hiện tại thì bản này nó có một cái phiên bản sở hữu cái sai mặt là 40.5 với mã số tại đồng hồ di định là D182 mã SBTR017 và chia sẻ cho anh em luôn mức giá là 2 triệu 800 ngàn và với chiếc này anh em tiết kiệm đâu đó rất là nhiều khoảng hơn 2 triệu đối với máy mới của hãng và store còn nếu mà các bác mua sách tay thì cũng đã tiết kiệm cho anh em khoảng 1 triệu rưỡi Ờ, cũng rất là tuyệt vời đối với một cỗ máy bản trưng bày Đẹp như mới Phần khóa của chúng ta thì còn nguyên siêu dây này ờ, Nguyên siêu khóa ở mặt trong còn siêu nhắc siêu nông Có nghĩa là anh em nột siêu ra Nó sẽ mới cho các bác là 100% Phần khóa thì cũng có một cái thiết kế rất là tiện lợi cho các bác Đó chính là khóa bướm, khóa chống gập trong quá trình sử dụng Phần dây thì chưa đeo, dây nguyên bản của Seiko Chưa có sỏ mắt dây dây mới nguyên bản thân đáy cũng như là cái mặt sau còn độ mới rất là trong trẻ hiện tại thì chiếc này nó có một cái vẻ đẹp đó chính là mặt màu xanh lá được thể hiện trên mặt số và nó có một cái điểm nhấn hơn so với những phiên bản khác đó chính là cọc số cũng như là phần kim được mạ PVD màu vàng chanh rất đẹp và có sự nổi bật cái màu vàng chanh này nó đi kèm với cái mặt màu xanh lá thì nó rất là ăn ý và nó hợp lý cho các bác và với phiên bản chronograph thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng đó chính là bấm giờ thể thao cái kim dây ở trong mặt số ấy, nó là một cái thiết kế dùng để chúng ta bấm giờ các bác nhá còn cái kim dây mà nó chạy thường lịch ở góc 6 giờ đây này nó có một cái sắp đường riêng sẽ chạy thường xuyên cho các bác ở góc 6 giờ còn cái kim dây to kim dây lớn ở trung tâm ba kim nó chính là kim bấm giờ thể thao khi các bác bấm cái nút chỉnh ở vị trí góc 2 giờ thì chúng ta có nghĩa là bắt đầu khởi động cái lịch bấm giờ thể thao. Khi mà cái kim dây này nó chuyển động hết một vòng thì nó sẽ nhảy cái ô lịch góc 9 giờ. Đó, nó sẽ nhảy cái ô lịch. Cái này là ô bấm giờ thể thao với khả năng bấm lên tới 60 phút. Nó Khi các bác bấm cái núm chỉnh ở góc 2 giờ thì nó sẽ bắt đầu tính giờ. Và khi các bác muốn dừng lại hay là các bác... Muốn stop nó lại khi mà các bác chạy bộ hay là các bác muốn tính một cái gì đó. Muốn dừng lại thì ấn tiếp ở góc 2 giờ. Nó sẽ dừng lại. đó Các bác có thể thấy kim dây chính nó sẽ dừng lại. Còn nếu mà các bác muốn reset cái thời gian mà bấm giờ thì có thể bấm ở vị trí góc 4 giờ. Đó. Kim dây chính nó sẽ nhảy lại cái vị trí xuất phát là 12. Còn cái kim dây phụ có nghĩa là kim dây nó chạy thường lịch nó vẫn di chuyển cho các bác ở góc 6 giờ này nhé. Và góc 9 giờ thì chúng ta sẽ có một cái sắp đờ tính giờ thể thao góc 3 giờ sẽ là một cái sắp đờ báo 24 giờ có nghĩa là ở vị trí này anh em có thể biết được là 10 giờ tối này nó sẽ báo lịch cho các bác là biết là giờ ban ngày hay ban đêm và vị trí hiện tại nó là mấy giờ sáng chẳng hạn ví dụ vị trí này đang là 4 giờ sáng này ở chiếc này thì có một cái thiết kế nó cũng rất là đẹp và hợp lý như vậy các bác quan tâm có thể sở hữu với cái sản phẩm này thân vỏ thì được đánh bóng và rất là mới mẻ à, với một cỗ máy đến từ Seiko dòng Chronograph thì các bác có rất nhiều những cái ưu điểm như vậy khi các bác lên tay nó cũng có cho chúng ta cái sự uh, thể thao mạnh mẽ trên cái dòng sản phẩm Seiko này và hiện tại thì size mặt 40.5 khá là phù hợp cho các bác có chu vi của tay khoảng 15 trở lên chiếc này thì uh, đang lên tay của tay 16 của dưới định các bác thấy nó cũng rất là đẹp và cân đối đối với một chiếc Seiko mặt màu xanh lá đi kèm với một cái thiết kế dây da và khoa bướm chống gập đều là nguyên bản của Seiko chiếc này thì giao lưu cùng các bác với mức giá là 2 ,8 triệu 8 dành cho một chiếc chronograph thì với một chiếc chronograph nó sẽ sở hữu cỗ máy pin và anh em cũng yên tâm rằng khi mà các bác sử dụng máy pin ở bên em sẽ thay pin miễn phí chọn đời cho các bác nhé khi cái chiếc này các bác sử dụng khoảng vài năm 2 đến 3 năm nó hết pin thì các bác gửi lại cho bên em thay pin miễn phí cho các bác nên các bác cũng yên tâm rằng là khi cỗ máy nó hết pin mà không biết thay ở đâu thì có thể alo cho em để em thư vấn và thay pin miễn phí cho các bác luôn đối với sản phẩm số 2 chúng ta vẫn có một chiếc Seiko thuộc phiên bản nhật nội địa và vẫn có tình trạng là đầy đủ hộp sổ Chiếc này thì nó sẽ có một cái mã số của một chiếc Seco SRV uh, với mã số srv 001 của máy 4R36, đây là số number. Chiếc này thì được bán ra vào ngày mùng 6 tháng 7. Có nghĩa là chiếc này mới bán được vài tháng rồi, khách hàng sử dụng uh, được vài tháng đẹp như mới. Các bác có thể sở hữu chiếc này nó cũng rất là tiết kiệm và hiện tại thì bảng mặt trắng ở thị trường Việt Nam uh, đang là không có hàng mới thường thì đa số là anh em săn được hàng lướt ở thị trường Nhật Bản về còn hàng mới ở thị trường Việt Nam các cái hãng hay là store không có bán nên các bác mua chiếc này thì hiện tại nó cũng hơi khó à, chúng ta còn dư tới hai mắt thừa ở bên trong à, nó sẽ có một cái mắt dây vô cùng là thoải mái cho anh em cổ tay khoảng 18 19 các bác nhé hiện tại cổ tay 16 của dự định đang lên tay thì cái mắt dây nó vẫn còn rộng và bên ngoài còn dư tới hai mắt thừa cho các bác size này là size 42 lên tay 16 thì cũng rất là đẹp và cân đối các bác có thể uh, cân đối cái cổ tay của mình Nếu nó phù hợp thì có thể tham khảo được Còn nếu mà cổ tay của các bác tóc bé quá Thì các bác nên tham khảo sang một số cái dòng size nhỏ hơn Chiếc này thì size mặt của nó là size 42 Nó sẽ là phù hợp với cổ tay to tay khoảng uh, ít nhất khoảng 16 trở lên các bác nhé uh, Quay trở lại thì với chiếc này Về uh, độ mới và độ đẹp thì duy định nó đánh giá lên tới 98% Chưa có những cái vết xước gom nông mèo cũng, cũng rất là ít còn khóa của chúng ta thì gần như là nguyên bản, không có xước. Ờ, chiếc này thì độ mới khoảng 98% như vậy. Còn về thân vỏ và độ mới về máy của chiếc này thì nó nguyên bản. Ờ, và với tình trạng của sản phẩm như vậy, anh em sở hữu cái sản phẩm này thì cũng rất là tiết kiệm. Ờ, với một cỗ máy đời cao, với độ hoàn thiện đến từ dòng SRV có dây đúc này, thân vỏ thép không gì. Và cũng chia sẻ với anh em với mức giá là 3 triệu 600 ngàn. Một trong những cái bảng CCO uh, SRV 001 mặt trắng cũng rất là y gặp. Các bác có thể tư vấn với một cái mã số là D183 tại đồng hồ di định, sai mặt là 42. Các bác không nhớ cái mã của sản phẩm thì các bác có thể đọc cái mã D183 là em sẽ biết và tư vấn cho các bác là nó là cái chiếc sản phẩm nào, mức giá bao nhiêu, sai mặt như thế nào. Các bác cứ đọc cái mã D183, hay 184 đều được. Và với sản phẩm này các bác sẽ có thiết kế là mặt màu trắng trải tia đi kèm với cọc số cũng như là phần kim sẽ có phủ dạ quang, phủ lum rất là tiện lợi cho các bác theo dõi giờ vào buổi tối. Chiếc này thì nó có một cái hay là dạ quang màu xanh lá rất đẹp và phù hợp cho các bác có thể uh, có cái sở thích theo dõi giờ vào buổi tối hay là trong môi trường thiếu ánh sáng nhé. Và kèm với đó thì nó vẫn có giữ một cỗ máy đời cao 4R36 với thiết kế hai ô lịch ở góc 3 giờ và sẽ có một bộ kính hát chống xước chống va đập khá tốt cũng vô cùng là trong trẻo cho anh em về thân vỏ thì nó cũng còn rất là đẹp gần như là không có xước răm lớn ở trên cái thân vỏ này phần dây của chúng ta thì cũng vậy à, với một cái size 42 của seiko thì chiếc này cũng rất là đáng chơi cho các bác trong tầm giá à, và với một cái phần khóa mặt sau sẽ có là khóa gập hai lớp bộ khóa thì cũng rất là đẹp và khóa nguyên bản của seiko và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu về cỗ máy nó sẽ có sở hữu cỗ máy 4r36a với 24 chân kính và chúng ta sẽ có một cỗ máy được trang bị với tần số là 21.600 khả năng chữ cót tối đa là 40 giờ và chúng ta sẽ có cỗ máy hỗ trợ có tay có cả rừng kim dây đủ các cái option rất là quan trọng để các bác có thể sở hữu một cỗ máy đời cao và hiện tại thì dòng SRV máy mới ở thị trường Việt Nam cũng đang rất là hiếm và hiện tại thì không có nên các bác có thể tìm hiểu mua sang máy lướt chiếc này thì nó cũng 98 99 rồi không thua kém gì máy mới cả và khi mà các bác mua máy mới về lột siêu lên tay khoảng một tuần thì nó cũng trở thành một chiếc cỗ máy như thế này thôi. Đó nên các bác cân nhắc khi mà đã mua hàng tại đầu dự định rồi máy lướt hay máy mới đều có chất lượng và có những cái độ đẹp nó tương tự như nhau không quá xa lệch so với máy lướt và máy cũ à, so với máy lướt và máy mới nên các bác có thể tìm hiểu và sở hữu máy lướt còn nếu mà các bác muốn yên tâm tuyệt đối 100% thì các bác có thể mua máy mới Bên em cũng có những cái dịch vụ và cũng có những cái mức giá thành rất là hợp lý để các bác có thể cân đối và tham khảo. À, cùng với đó thì chúng ta chuyển sang với một cái sản phẩm số 3 sẽ có một chiếc Seiko uh, thuộc phiên bản Sport. Chiếc này thì nó sẽ có một cái phong cách thiết kế cũng rất là thể thao. Size vẫn là size 42 và nó có một cái sản phẩm mang tính chất siêu tầm nữa. Chiếc này thì nó có cái bản... Uh, giới hạn limited 300 chiếc toàn cầu và hiện tại trên thế giới chỉ có 300 chiếc và cũng đã ngừng sản xuất ở trong cái lô đó chiếc này thì nó được ra đời vào năm 2021 một thì với sản phẩm như thế này cũng mang tính chất sưu tầm thế nên là cái người dùng phía trước người ta gần như là không sử dụng chỉ trưng trong hộp nên các bác có thể thấy được phần dây thân vỏ của nó đẹp như mới đó đây là dây này dây nguyên bản của Seiko đẹp như mới không có cái xước sát không có cái hư hại gì trên thân vỏ và phần dây này cả. Ở cùng các bác có thể tham khảo cái phiên bản Limited. Nó sẽ có cái thông tin bắn laser là Limited Edition. Còn đây là số series. Số series của chiếc này nó sẽ là 1,94 trên 300 chiếc toàn cầu. Chiếc này thì nó sẽ có cái số thứ tự là 194 trên 300 chiếc. Nên các bác có thể tìm hiểu cái sản phẩm này. Cùng với đó thì các bác có thể tra cái mã D180 size 42. Và mã số này SPSA159 với size mặt là 42. Cực kỳ là dễ đeo và phù hợp với anh em cổ tay to tầm 16 trở lên. Muốn đeo cái phong cách sport một chút. À, hiện tại thì em sẽ lên tay cổ tay 16 cho các bác có thể tham khảo nhé. Tay 16 của dưới đấy. Trong video này cũng rất đẹp và phù hợp với một cái size tay là tay 16. À, cũng chia sẻ thực sự thì size tay 16 đeo được rất nhiều những cái bản đồng hồ. Nên các bác có trong cái khoảng size tay như thế này rất là tiện và rất là phù hợp với nhiều cái loại đồng hồ khác nhau nếu mà cổ tay nhỏ hơn thì chúng ta rất là buồn chỉ sở hữu được những cái thiết kế size nhỏ quay trở lại về thiết kế thì chiếc này sẽ có mặt số màu vàng cát và có hiệu ứng chuyển màu trên mặt số cũng rất đẹp và toàn bộ cọc số cũng như là phần kim sẽ được phủ dạ quang siêu sáng cùng với đó thì vẫn giữ một cỗ máy đời cao là 4R36 2 ô lệch góc 3 giờ và chúng ta sẽ có một cái vòng benzen có thể xoay ngược chiều kim Đó, tính giờ thể thao ở trên cái vòng benzen này các bác có thể tính giờ và nó cũng góp phần là để cho sản phẩm có thể trang trí được nó cũng hoàn thiện để cho cái sản phẩm nó trở lên là một cái sản phẩm thể thao hơn à, và hiện tại thì chiếc này nó sẽ được đánh phay xước ở trên cái phần uh, đường benzen này còn thân vỏ thì nó sẽ làm được uh, gần như là đánh phay xước nhưng mà đánh kiểu dạng vân mốc các bác nhé. Em sẽ zoom gần hơn để các bác có thể thấy được cái vân của đồng hồ. Chiếc này thì nó là dạng vân mốc cực kỳ đẹp. Đó, vân của nhôm cổ các bác. Các bác có thể hình dung là vân của nhôm cổ. Đó, đây là một cái vân cực kỳ là hiếm gặp trên đồng hồ đeo tay. Thì hiện tại chiếc này nó cũng được trang bị những cái option như vậy. Cỗ máy đời cao có hỗ trợ có tay có cả dừng kim và đi kèm với đó là dây da bản limited. Mặt sau nó vẫn là đáy kính nhá, thiết kế đáy cho các bác có thể thấy được những cái búa vang những chi tiết máy bên trong kèm vào đó thì nó là bản limited của dòng nano sẽ có một cái bản màu là màu gỗ ở mặt sau với logo là nano và đủ các cái thông tin như chống nước 13 thép không gì made in Japan Seiko limited edition và cỗ máy 4R36 thì có đủ option cho anh em có thể chơi chiếc này thì Duy định đang chia sẻ và giao lưu cùng các bác mức giá là 4 triệu 500 ngàn dành cho bản Seiko limited và chỉ có 300 chiếc toàn cầu À, hiện tại thì anh em mua cái dòng uh, SBSA mà Seco chữ S nằm ngang cái logo nó ở góc 12 giờ như thế này mà các bác mua máy mới nó có mức giá khoảng 5 ,8 triệu 8 rồi thì bản limited trong cái tầm giá này thì nó cũng rất là tiết kiệm cho các bác không có hề chênh nhiều so với bản thường và hiện tại thì bản này nó mang tính chất siêu tầm nữa nên nó cũng có cái độ hiếm cao hơn so với những phiên bản thường đó là những cái sản phẩm mà Duy định muốn gửi tới cho anh em trong video ngày hôm nay trên tay với những mẫu sản phẩm lướt đã qua sử dụng tình trạng đẹp như mới toàn trên 96, 97% đó và thậm chí có một chiếc trưng bày 99% đó, nên các bác có thể cân đối và tham khảo với những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn toàn thể quý vị và anh em đã bớt chút thời gian theo dõi. Nếu anh em yêu thích Duy định có thể đăng ký kênh, like, share video để ủng hộ Duy định. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.